Video này là mình hướng dẫn các bạn để mà tạo bút ha, tạo bút. Mình đi tiếp video nha, nhưng mà tại mình nói lại sợ các bạn quên đó. Rồi mình sẽ giải nén cái file này, cái file tạo bút này. Yeah, giải nén thành cái thư mục này. Rồi mình sẽ chép cái thư mục này vô cái nó lỗi. Cái lỗi nó không cho mình Corona các bạn. Thì thành ra mình phải làm như thế này thôi, giải nén ra rồi mình mới copy qua được á. Nó lỗi, mình không biết cái lỗi lỗi do bàn phím hay lỗi gì mình chưa biết. Bây giờ mình sẽ đây cái ổ ấy đâu rồi ta, cái ổ 2 GB mình mới tạo đâu đây nãy các bạn nha. Path 32 nè, ấy ổ F nè ha, path 32 ổ F. Rồi mình sẽ giải nén hết mấy cái file lên cái OF này đó, Path 32 OF. À, mình mở lại các bạn ha, mở cái computer lên lại nè. Wow, nó không hiện cái ổ đó ta, Path 32 nó không hiện lên hả, tại sao ta? Ủa, nó không hiện rồi sao? Mình đưa dữ liệu qua đây. Hơi căng nha, bắt đầu có những cái khó khăn các bạn. Ê, làm sao đây, có những cái khó khăn ngày cho ngày với mình nè. Hay là nó chưa nhận dạng kịp ta, mình chưa hiểu. Để mình coi cái USB mình lại cái đi. Mình coi cái USB mình lại cái. Mình review MBR. Review MBR cho cái USB mình lại cái. Thì cho nó bút chuẩn luôn nha, không biết nãy nó có lỗi bút hay không mình không biết. Rồi. Rồi bây giờ mình không được thì mình làm USB. USB mình là 32 đi Mary nè, đủ nè. Mình cho nó hiển thị cái dung lượng ra nè. À, 32 GB đâu. Ây da, nó không thấy cái ổ USB luôn ta. Bị virus à. Kỳ vậy. Ổ USB không thấy. Ổ USB không thấy. Kỳ ta. Trong cái phần dùng, trong cái tool thì thấy mà cái ngoài không thấy. Có vấn đề gì ta, mình thoát thoát cái này coi ra không nha. Đây thấy nè, sâm sâm nè, ô tê nè, ô u nè. Sâm sâm thì ông rút ra rồi. À, mình rút USB rồi các bạn nha. Bây giờ mình thoát ra là USB ô u đây. Rồi, rồi. Đây, đây các bạn nha. Giờ mình bút lại thử các bạn nha. Bút lại đi. Rồi mình sẽ giải nén copy cái thư mục này qua ha. Mình không biết nó có lỗi hay không. Rồi mình sẽ tắt máy nè. Cách dễ không làm mà nãy giờ mình làm cách khó không à. Mình hay hay tìm cách khó mình làm không, mình cũng bó tay với mình luôn. Rồi bây giờ mình rút cái USB của cái điện thoại rồi đó. Bây giờ mình bút qua, mình bút qua USB nè, để coi nó nhận USB không nha. Mình chuẩn bị control alt delete delete để khởi động lại mấy công như win nữa mà ha. Như win nó không, nó nhận phần cứng của cái máy này nữa. Có cái khó là cái đó chúng ta luôn luôn nhớ mà ha, để mấy công ló như win min win win 7 là nó nhận phần cứng của cái máy này. Hiện tại cái này nó không nhận nè. Giờ mình vô F9 nè, chọn F9 các bạn nha, chọn bút nhanh, bút nhanh F9 nè. Đây, nó load F9 nè các bạn ha. Bút nhanh để cho có tùy chọn không. Đây
Đây thì chọn USB đầu tiên nữa bạn ha. Đây, USB là thì chọn đầu tiên được. À có nghĩa là USB nó bị lỗi gì à? Tạo nhưng mà không thành công, nó không load được. Giờ mình phải bút vô lại cái mình bút vô lại cái điện thoại lại các bạn ha. Thì điện thoại thì cắm USB ra cắm lại bình thường, tại vì cái phần mềm nó chưa thoát các bạn. Cái phần mềm nó còn lưu á, nó chưa thoát cái file show ra, nên chúng ta cắm USB vô là nó tự động nó chạy vô lại ha. Mà thấy không, rườm rà không? Cách dễ không làm, cách dễ là mình chỉ cần bút cái file đó nó trên điện thoại thôi là vô nãy giờ rồi. Rồi cách dễ không làm, nãy giờ chọn toàn cách khó làm không bó tay. Mình bó tay với mình luôn á. Cách rất là dễ đó mà nãy giờ khó, không làm rồi bây giờ chọn cách khó làm chơi nè. Mục đích mình làm cách khó để mình mới có ra được những cái kinh nghiệm cũng như những cái bài viết, những cái video mình chia sẻ cho các bạn nó hữu ích hơn ha. Đây, giờ khởi động lại nó ra nè các bạn nha. À, vậy là trước khi mà chúng ta phân dùng xong chúng ta nên khởi động lại các bạn ha. Ổ 32 GB, 37 GB. Đây, ổ 2 GB đây các bạn nha, ra nè. Vậy là khi chúng ta chia xong chúng ta khởi động lại lần nữa các bạn nha. Đây. Bây giờ mình qua cái ổ này mình copy mấy cái file boot thôi. Thì nó không cho copy lại thành ra là ai nó không cho copy là thành ra mình phải phải giải nén ra là vậy. Ấy nó không cho quét thành mà mình phải giải nén nó lại vậy đó. Rồi, OC, OD, OD là 2 GB nè. OD. Rồi mình dán hết này qua đây. Cái file này là cái file mình đã tùy chỉnh lại các bạn ha. Cái này là mấy cái file mình đã tùy chỉnh lại, nó hỗ trợ bút UEFI và Galaxy thì cũng dựa trên của anh NB thôi, mình dựa trên mấy cái file của anh mình tạo thêm thôi. Mình kết hợp với cái thằng này các bạn, E2B nè, cái này cũng hay lắm đó. E2B là nó là cái bộ công cụ mà nó kết hợp nó AZ nè, trong cái thằng AZ 2 boot nè .com nè, nó kết hợp rất là nhiều cái hay, nên mình tạo cái mới là mình kết hợp nó vô đó, chứ không phải là mình tạo cái mới dung lượng lớn là nó không có hữu ích đâu. Rồi bây giờ mình bút thử nha. Rồi mình chạy, trước khi bút mình phải chạy lại cái chạy giờ mình chạy ha. Mình chạy cái bút ai, bút ai đây, mình chạy cái bút ai mình coi coi chuẩn chưa nè. Đây bút ai của ô này đó, chưa chuẩn nè các bạn nha. Đó phải bút chọn lại nè, bên đây nè, đây chọn ổ đúng chưa các bạn ha. Rồi nè, nó đang nằm sai các bạn ha. Đây phải nằm ở đây thì mới chuẩn. Đây chọn đúng cái phần dùng các bạn nha, 2 GB nè. Đấy chọn bút MGG đấy. Rồi cái bát manager đây, không dùng 2 GB đâu. Đây nó đang ưu tiên đặt tiêu cái phần dùng win nè, giờ mình đặt tiêu lại cái phần dùng boot nè. Đó vậy thì nó mới boot được các bạn ha. Rồi xong, bây giờ đóng cái phần mềm boot ai mở lại cho nó chuẩn, kiểm tra lại. Đây chọn đúng cái ổ cứng ha. Rồi reset đúng nè, ở đây nè 6x đúng nè, reset bbg ổ phát 32 đúng nè, rồi bút mgg đúng nè, rồi bát manager đặt tiêu của ổ ba phát 32 đúng nè. Rồi bây giờ chuẩn rồi các bạn nha. Bây giờ mình cho nó khởi động lại thôi. Rồi khởi động lại, giờ không cần phải đây, tắt nguồn luôn các bạn nha. Rồi không cần phải dùng điện thoại nữa, chết mồ, không sao không sao không sao.
cứ sao bạn nha, tại mình chưa copy mấy file bút qua, không sao, có những cái file cần thiết rồi. Rồi rút USB ra nè, rút USB của điện thoại ra nè, đó. Rồi tắt ngon, mở đông lại, mở cái đông lại. Rồi. Rồi nó bút vô các bạn nha. Bút vô là ok nha. Bút vô. Hiển thị menu bút lên là ok mà nha. Còn lỗi nữa là thua. Rồi, hiển thị lên các bạn nha. Đây. Rồi chúng ta sửa chữa hệ thống, hình như là cái dòng này không có cái file này hả, rr là dr gì đâu, à ở trên ngồi rất là nhiều các bạn ha, mình vô cái dòng này coi. Đấy, cái menu này bút này mình tạo nè các bạn nha, đó cái thêm bút này mình tạo nè, mình cũng có của người ta thôi, người ta chạy lại thôi chứ không hay thôi gì. Thì đây là chạy bút bút trên ổ cứng các bạn ha, bút trên ổ cứng. Ai nếu mà trên ổ cứng á, các bạn để mấy cái file ISO này nằm bất kỳ trên ổ đĩa nào thì nó có khả năng nó tự động nó load, tùy cái file ISO đó nó có chuẩn hay không mà nó sẽ load thẳng vô được hay không các bạn nha, chứ không phải là có đúng cái link là nó load được nha, đúng cái đường dẫn. Nếu mà chúng ta để cái file này mặc định ổ gốc thì nó sẽ tìm thấy, thì nó quét nó chạy. Còn nếu chúng ta để hương mục thì bắt buộc cái file đó nó phải đúng cái hương mục thì cái code này nó mới dẫn tới hương mục và nó tìm cái file đó thì nó mới chạy đó. Mấy cái file đó mình chưa có tải về, những cái file mình tải về rồi là những cái file nào đây, mình lưu rất là nhiều mà, rất là nhiều cái menu bút luôn á. Cái file mà có chữ dot hình như mình lấy rồi, đây dot ram nè, hình như cái file này cũng có rồi đó. Nãy mình nói với các bạn là mình quên có mấy cái file ISO qua là vậy đó. Bây giờ làm cái bước nào chắc bước đó nó mới bút chuẩn luôn rồi nha, cái này nó đòi hỏi sự tinh tế và kỹ thuật rất là cao luôn á. Bút mà bút cấp 2 nè, đây mình như bà xã nè, rồi bút dot nè, rồi dot ISO nè, không tìm thấy nữa các bạn ha, chúng ta cần cái file ISO này trong cái mục ISO đó, mình không có file đó nên nó không có load được. Bút nó có nhiều lớp đó các bạn ha, ưu tiên cái lớp đầu tiên là cái lớp này ha. Nếu mà chúng ta đang bút ở chế độ UFI thì nó hiển thị cái lớp khác đó. Đó, bút nó có nhiều lớp đó, ví dụ mình nói mình chọn cái lớp 2 này là nó ra cái menu khác, là khi chúng ta bút UFI thì nó sẽ load giống như vậy nè ha. Đó bút đó này nè, không có mấy cái file, không tìm thấy mấy cái file rồi. Mẹ đây, mình sẽ nhảy qua đây thì mình này có mấy cái dòng khởi động hẳn vô win nữa bạn ha. À cái này mình tạo mấy cái menu setup thôi, rồi load win hẳn vô hình như nó đây ngoài. Nhiều lớp luôn ha, lớp đầu thì nó load cái file nền, khi mà lỗi cái nó không có nhận được cái file nền thì nó ra cái lớp này, nó có rất là nhiều cái lớp để chúng ta gì chọn. Rồi mình bắt buộc mình phải bút lại trên cái điện thoại các bạn nha, nó không nhận dạng file được rồi. Đây mình thấy không, lâu cắm điện thoại vô rồi.
khi nó vừa màn hình đen thì các bạn có thể tắt, tắt nhấn nguồn tắt lên được ha. Nói chung là nhiều cũng không tốt lắm đâu. Rồi giờ mình khởi động vô Win SP lại trên cái điện thoại các bạn, trên cái ray rồi. Vô mình có mấy cái file, mình coi lại cái menu, chỉnh một số menu và cái file, mình thấy rùm rà không? Quá rùm rà luôn. Giờ nói chung đi vào chủ đề chính đi ha, các bạn ha. Vào chủ đề chính này, video này thì chắc phải bỏ qua cái phần này nữa rồi. Video này thì chỉnh lại nãy giờ chỉnh lại mấy cái mút thôi ta. Như là các bạn có thể coi chơi thôi. Để mình dành cái video sau đi ha. Video sau mình sẽ đi đi sâu và đi chuẩn hơn. Bây giờ này các bạn coi chơi đi ha. Nó xung nó bị vướng này vướng cái kia, cái hành ra mình làm nó không có chuẩn lắm. Bây giờ không, bây giờ tạo bút lại cho nó chuẩn, nó dẫn những cái file các bạn thấy không. Này, mình cho bạn xem nguyên cái ổ này nè, nó đâu có nhiêu mê đâu, 8 mấy mê đó, toàn là những cái hình đồng bút thôi ha, chứ cái file bút thì nó không có, hầu như nó không có, nó không có các bạn nha. Có cái gì này nè đó. Rồi bây giờ để cho nó đi chuẩn thì mình lấy mấy cái menu các bạn ha, coi cái menu nó coi nè, menu là tên này gọi là nó là cái nào. Đó, hồi nãy mình thấy cái menu này nè các bạn ha. Giờ dẫn nè, file nè, dẫn đâu nè. Đó, đây, thằng GoBE nè. Là nằm ổ gốc luôn. Đây, ổ gốc luôn. Đó, bây giờ lấy mấy cái file đó thôi. Chúng ta chuyển mấy cái file qua trước đi các bạn ha. Win full. Mấy cái này là các bạn Win. Rồi, app. App này không cần thiết. Không xóa file. Các mấy cái file Win đó mình để đâu cả. Driver book. Và hình như mình chưa có mấy cái file Win nó qua ta. Em lấy USB mình cắm vô mình chép qua rồi nha. Mình đang chép qua USB rồi. Mình gắn USB vô rồi nè. Đó. Nhấn ghi video nè. Ổ đĩa nè, ổ đĩa G nè. Đây, mình chép cái file nè, dot nè mọi người. Đó, dot nè. Đó, chú ý vào dot đi. Đó, 7 đi, cái gì lỗi thì hiện ta vô người ta còn lấy được. Để chuẩn thì Win 8 này đi ha. Đó, hiện ta lấy hai file này ha. Đó. Rồi. Chép nó cho nó nằm cho ổ đe ổ e này các bạn nha. Đó, mình thử cho bạn xem luôn rồi nó lo chuẩn không nha, nằm ổ e. Đó, và cái này nằm trên ổ e luôn nè, phải dot nè. Còn cái file này mình cho nó nằm trên ổ ổ c đi, có gì không được cái này thì cho vô kia khỏi mất công dùng điện thoại bút nữa các bạn ha. Rồi giờ chỉnh lại code thôi, mở code lên. Cái file cái file Tango BE này nó không có. Rồi giờ mình chỉnh menu luôn cho bạn xem luôn nha. Rồi để load được cái file này thì chỉnh lại cái menu đó nè, copy cái tên file ha. Chỉnh lại dòng code nè. Giờ lấy cái dòng code nào, bình thường mình lấy ba, thường là ba cái dòng code này các bạn ha, ba dòng code bút chuẩn nè, nhưng mà để nhanh gọn lẹ thì có một cái này thôi. Rồi
Giờ ấy đi, hãy nó lên đầu luôn nè. Đó. Ô dạ. Không không copy được luôn các bạn. Quá tài ta. Bút 3 bảng nè, hiện là ấy ba cái. Rồi. Giờ anh ta có cái tên. Rồi, ở video này chia sẻ với các bạn về cách đậu bút mà ấy đi ha. Rồi, mình rút lại cái video sau đi. Đó, mình dán cái tên ra nè. Đó, dán cái tên ra nè. Đó là một bảng các bạn nha. Cái file này nó không có đường dẫn phía trước nên là nó nằm ổ gốc là nó lót luôn các bạn nha. Mình tiếp đến là cái file này Win 8 nè. Đó, Win 8 chúng ta dán thôi. Cái dòng tệp này thì tên bất kỳ, chúng ta đặt tên gì thì các bạn, nhưng mà mấy cái dòng như này mà không được dư một cái khoảng cách các bạn ha. Một cái khoảng cách cũng không được dư, không được thiếu, không được dư. Đó, nó phải chuẩn như vậy. Rồi, tiếp đến là này là cái dot đúng không? Dot nè, mình có dot nè. Hồi nãy là thôi giờ mình đổi mới ở đây luôn đi. Công đi tìm cái dòng code nó sửa lại nó mất thời gian thôi, làm gì nó lẹ. Lỡ làm thì đổi làm cái mới đi. Rồi. Rồi, chúng ta khi chúng ta bút mà chúng ta thấy mấy cái tên dòng này là chúng ta biết. Các bạn ha, thấy cái tên dòng này đầy nè. Trong đầu này nè, là ok là chúng ta biết, save lại các bạn nha. Rồi xong, rồi, khởi động bút ha. Nhớ quên, còn cái USB mình để coi coi nó nãy nó bị lỗi gì không biết. À, USB là bị lỗi mình hiểu rồi, mình tạo cái bộ bút của NV lên cái USB này. Nó chưa chuẩn, bây giờ dùng cái này lại thôi các bạn nha. Dùng cái này thôi. Dùng cái này đè lên thôi. Đó, đè. Rồi dùng hết cái này đè lên USB thôi. Đó, quét hết nè. Đó, đè lên USB. Đó, giờ chuẩn cái này rồi copy qua USB nó cũng tương đương nhau thôi. Rồi đè lên đây. Rồi, get to on các bạn ha. Đó. Thì trên USB thì nó sẽ nhận dạng những cái file trên USB ha. Đó, mình mấy cái file này mình để góc nè. Đó. Hoặc là để chuẩn hơn thì nó có khả năng, nó có khả năng nó dò những cái file show đó trên cái ổ cứng thôi ha, nhưng mà mình không không biết chắc là ổn hay không. Mà tạm thời tốt nhất là mình muốn bút cái file nào thì mình để chung cái ổ của nó, chung cái thành phần bút của ổ nó thì chuẩn hơn. Góp nó hơi lâu xíu. À, mình dừng cái này đi, khởi động lại là ok. Đúng rồi ha. Rồi mình rút cái USB bút vào điện thoại à, bút cái ca rút cái cáp rồi các bạn nha. Giờ để biết chuẩn hay không mình bấm F9 các bạn nha, để ưu tiên khởi động nè, sợ nó đang ở USB, nó bút vô USB thôi ha. F9 nè, mình sẽ chọn USB nè, USB đây, coi vô các bạn nha. À, vậy là USB vô ha, vậy là nó y như là cái ổ cứng rồi nè ha, tại mình copy hết các file thành phần file qua đó. Rồi bây giờ USB mình đã bút chuẩn và cái ổ cứng đã bút chuẩn. Giờ mình tắt tắt nguồn nhẹ nè, đó bút USB ra nè, đây bút USB ra ha. Rồi bây giờ mình bút cái nữa nè, để USB đây đi đó. À, giờ mình bút vào ổ cứng nha.
bài test cho kỹ gì đó, thì đưa qua cái máy khác á, cũng không có bị lỗi này lỗi kia bạn nha. Đó, mình làm cho bạn thấy luôn là biết là cái khi mà một khi nó phát sinh lỗi chúng ta mất thời gian rất là nhiều. À, giờ mình bút thử nè mấy cái dòng code nữa, mình đổi lại các bạn ha. Đây đó vô đó thử nè, đó bản đó này anh là về làm rất là chuẩn nè ha. Rồi mình shutdown rồi, giờ mình cắm ổ cứng này qua máy máy kia thôi, cắt nhẹ cái này vô đó, giờ cắm ổ cứng qua mất bút và test test các bạn nha. Test em khác đi đây đâu đâu nhất thiết phải phải test trên mất bút đâu, nhưng mà mình phải làm vậy đó. Cho các bạn biết là nhiều cách đó. Rồi nếu mà chuẩn nhanh thì chúng ta test trên máy này là rất là lẹ rồi nha. Rồi mình lấy ổ cứng ra đây, cái này mình dừng đi mà đỡ mất thời gian. Rồi mình đổi ổ cứng qua mất ổ mất bút rồi các bạn nha. Giờ nó sẽ khởi động vào cái thì chọn bút bút ổ cứng các bạn ha. Đấy nó hiển thị chọn bút ổ cứng rồi nè. Đó thì các bạn tạo bút cái gì thì chúng ta bút vào cái đó thôi. Đó giờ mình sẽ bút vô dot ha. Đây bút mấy cái mini mini nè tùy các bạn. Giờ mình sẽ bút vô dot, mình sẽ test ổ cứng các bạn nha. Thì mình sẽ dừng cái video ở đây. Mình sẽ dừng. Mình sẽ dừng. À, thì cho các bạn xem luôn đoạn cuối của video này luôn ha, vào cái hard disk nè ha, hard disk net đây em HDD 456 đây. Rồi mình sẽ dừng cái video rồi mình sẽ qua cái video mới để các bạn biết được ha. Ha, mình sẽ qua cái video mới. Đây là lỗi các bạn ơi, chết rồi, khoan khoan. Chỉ là trong cái ổ này nó không nhận dạng test ổ cứng được hả ta. Xem mắt à, cái này trong đó trên mất bút nó dạy đó không chuẩn các bạn hay sao ta. M nó không hiển thị lại nè. Mình cần down and delete, mình cần down không manh delete nó không vô nè. Để mình tắt nguồn này, đè nút nguồn luôn nó mới tắt các bạn ha. Rồi vậy là không thành công rồi. Vậy là khả năng là làm test MHDD cho anh mất bút không thành công rồi các bạn nha. Vậy là bắt buộc phải cắm ổ cứng qua cái máy khác quá. Vậy là chỉ bút thành công thôi, bút thành công rồi. Chứ cái test MHDD trên cái mất bút này là thấy hiu rồi. Mình vào lại thử các bạn nha, vào lại thử hỏi một cái khác đây là đó nè, là vào thử cái tin tool test test RAM thử coi, mà mem test tin 6 này nè. Cái bằng bút của mắt bút hình như nó không chuẩn hay sao mà để lát mình cắm cũng cái ổ cứng này mà qua cái laptop khác mà nó dạy chuẩn hơn, chứng tỏ là cái phần cứng của mắt bút nó không hỗ trợ chuẩn mấy cái dot này các bạn ha. Rồi chứng tỏ là mình mua máy không bị lầm. Thì mình sợ người ta tráo men đó, mà tráo men của máy thường vô cái máy mắt bút á. Tại mới đầu chạy Win 7 mà nhìn thấy nó như con rùa á. Khả năng là MacBook này là cái men chuẩn chuẩn các bạn ha. Nó test thôi không được nè, nhưng mà mình phải vào cái Win Mini nữa mới biết rõ rồi nha. Mình vào thử cái Win Mini nha.
ào hưởng cái Win 8 mini này đi. Rồi vô đây load được là ok. Rồi chứng tỏ là cái DOS nó không chuẩn thôi mình nha. Rồi, mấy cái này mình chỉnh. Giờ lý thuyết là chỉnh rất là chuẩn ha. Nhưng mà DOS nó không chuẩn chứng tỏ là cái phần cứng của MacBook nó không hỗ trợ DOS. Nó không hỗ trợ DOS của bên như Win như những cái laptop khác. Mình suy đoán thôi các bạn nha. Nó không bút được nên mình suy đoán vậy thôi. Mình suy đoán thôi. Còn còn về mặt lý thuyết thì mình không rành. Vì là muốn test bét MacBD là bắt buộc là phải test bằng phần mềm trong Win Mini, hoặc là các bạn test bằng cái laptop khác nha. Mình chưa cắm USB nè. Bản này nhận driver rất là chuẩn các bạn nha. Em coi coi nó có nhận driver âm thanh không nha. Tự hiển thị cái bảng menu này là chứng tỏ là nó đã load được cái driver các bạn. Vô cài driver nè. Đây. Mình đã load thử driver rồi nha. Đấy, nó load driver wifi nè. Atheros nữa mà. Đấy. Nó load những cái driver nhưng mà chưa có driver âm thanh. Đấy. Đó, có wifi đủ các bạn ha. Có những cấu hình máy mà thấp thấp á, nó hiển thị nữa các bạn. Cấu hình máy thấp thấp là ok. Bộ driver của anh Thắng làm rất là chuẩn. Rồi, bây giờ là đó không chạy được rồi. Rồi mình phải bước cuối cùng là phải chạy trên cái laptop khác, tháo ổ cứng ra tiếp các bạn ha. Tháo và chạy qua laptop khác thôi. Cái này nó chưa hỗ trợ chuẩn cái âm thanh nè. Mình khởi động cái nữa coi các bạn coi nha. Còn có 30 giây thôi. Các bạn coi thử nha. Hỗ trợ không chuẩn nè. Đó không chuẩn nè. Cho bạn coi thử cái Win Mini khác nè. Rồi.